vào đây để quay cho cả nhà xem là anh Bảo Sinh chuẩn bị rất đẹp rồi cả nhà. Anh đang định tìm gì của họ tí phạt. Ông bà cô chú khỏe không? Ông bà cô chú sinh thì hầu mà chị sư. Ông bà cô chú khỏe không? Ông bà cô chú khỏe không? Chị cơ sư bà Phật Quan Âm. Bà Phật Quan Âm. Bà Phật Quan Âm đi. Vương Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay Lan đi quay lý do là tại sao sắp tới đây anh Bảo Sinh lại bị thất nghiệp nè cả nhà. Khi mà anh về báo tin thì thật sự Vương Lan rất là lo lắng. Xin chào bà cô chú. Anh Bảo Sinh á, chuẩn bị thất nghiệp á, là do những cái gạch này nè cả nhà. Cũng như lời Vương Lan nói thì cái con đường này người ta đang định sửa chữa lại. Bây giờ Vương Lan đang đi lên và hỏi thử xem là đồng nghiệp của anh Bảo Sinh á chuẩn bị nghỉ phép dài hạn như thế này á thì mọi người sẽ phải làm gì. Nhà Vương Lan á thì một ngày làm một ngày ăn, còn gia đình của Vương Lan thì rất là lúng túng, vừa phải lo tiền ăn nè, vừa phải lo tiền nhà trả góp, rồi tiền bé Huệ đi học, rồi tiền của bé Bảo Minh ở Việt Nam đi học. Thật sự mà nói, kênh YouTube của Vương Lan cũng không nuôi nổi được gia đình, còn ba mẹ già ở Việt Nam nữa, cho nên là Vương Lan cũng rất là lo lắng. Sao vậy? Thấy cái cầu nè. Thấy cầu là gì? Thấy giờ ba cô về mẹ, ba cô về thay cho cậu là. Dây thì cho hoang trào là. Nên nó hoang trào là cậu vô sướng là nì hà, nì sang cao giá. Sang bia đi phóng hoa là, phóng sư 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 đi. Y cơ tôi yêu. Y cơ tôi yêu siêu được hổ mà. Hà bà. Siêu được hổ mà. Nên là chỉ cơ yêu bà, nà siêu luôn rồi. Nên là sang cơ yêu bà. Sao bà? Lâu cơ, nà yang yao chỉ cơ yêu bà. Một tháng mấy thất nghiệp như vậy á thì mình lại phải đi tìm một công việc khác để mình trụ được, xong rồi á khi nào nhà hàng mở lại á thì mình sẽ vào lại tiếp. Nhưng mà một tháng mấy á đối với Lan á thì thật sự là cũng đắm đuối rồi. Còn những chị em đồng nghiệp làm chung với anh Bảo Sinh á thì cũng rất là lo lắng và cũng cố gắng để đi tìm việc khác làm thời vụ, ngày làm tháng ăn mà cả nhà. Hello ông bà cô chú, hôm nay thì Vương Lan qua đây để quay cho cả nhà xem là anh Bảo Sinh chuẩn bị thất nghiệp rồi cả nhà. Anh nói là anh bảo là anh chuẩn bị là học tiếng Việt. Thất nghiệp chắc cũng khoảng trên một tháng gỡ hơn á, tại vì là khi mà làm đường á, làm một cái đoạn đường này là tại vì cũng phải làm mất khoảng chừng một tháng gỡ trở lên á, thấp nhất cái là một tháng gỡ là anh phải nghỉ ở nhà, đó là thấp nhất, bởi vì là phải tìm công việc khác. Mà con không biết là những ngày tới anh không có việc làm rồi, không biết là như thế nào nữa, nào là tiền góp nhà, rồi nào là tiền con học, về tiền đủ thứ hết trơn cả nhà. Rất là nhiều người á, rất là nhiều ở đây người ta đang định tìm việc làm khác. Bây giờ một tháng cũng phải tìm, mà một tháng rưỡi cũng phải tìm, bây giờ nghỉ một tháng người ta cũng phải tìm việc khác nữa, chứ biết làm sao giờ. Rồi con mời ông bà cô chú ăn mì. Ăn bà cô chú ăn mì. Rồi ăn đi. Ăn đi con. Đây là công nhân người ta đi làm đi nha. Cái nhà là hàng lớn như thế này
mà không có chỗ đậu xe là rồi luôn á cả nhà. Tại vì là cả nhà mình cũng thấy rồi đó, xe người ta lại đây người ta đậu rất là nhiều luôn. Phải có chỗ đậu xe thì khách nó mới đông, còn không có chỗ đậu xe thì đâu có khách đâu. Mà trong khi đó thì nhà nước á lại đấy, sửa đường nè, tới chỗ này luôn. Nếu vậy thì chỉ đậu được khoảng chừng 2, 4, 6, 8, khoảng chừng 10 chiếc xe thôi cả nhà. Đó. Nếu mà sửa tới trong đây thì chỉ đậu được 10 chiếc xe thôi, mà cái nhà hàng lớn như thế này. Có bê khởi chí ba, khởi chí chưa pha hả bác hảo? Có mẹ ông bà cô chú ăn cơm. Mẹ ông bà cô chú ăn cơm. Đây, lại chưa ăn. Đây. Lại chưa mà mà bà nó xin ăn đây. Chào lớp 4 rồi. Ông bà, ông bà cô chú cùng ăn cơm với mẹ nha. Cái này là của nhân viên trong nhà hàng á. Ảnh này. Ảnh gửi của nhân viên ở trong nhà hàng gửi cho anh bổ sung đó cả nhà. Đó. Giờ lấy ra cho tôi quay. Đó phẩm gì nha. Để nó ngậm hết á. Uống hết. Đây. Đây đó. Ngon rồi, ngon, ăn đi. Mình thích tôi cho tôi nhau nhau được. Rồi, ngon chứ chị chưa? Ăn đi không? Rồi, ăn đi. Bé rất là thích ăn cua luôn cả nhà. Cấp này tới mùa cua rồi đó. Rồi, học. Rồi, cấp này tới mùa cua đó cả nhà, cho nên là ở đây nè, những người quen ở gần chỗ Lan á, người ta có nuôi rất là nhiều luôn, rồi người ta đem người ta cho á, là năm nào cũng vậy, mùa này á là ngay chăn mùa cua. Ai già con cua hả? Con cua. Má à, sư phụ xe gì vậy? Chào mời chị đi giúp khai xin nè. Má. Nè con, ăn đi con. Mẹ mà vô bố con chào ông bà cô chú. Về học tiếng Trung, tiếng Việt cả nhà. Chuẩn bị sắp thất nghiệp rồi. Đi cơ ta cha sô quê cho mọi người sẽ duy nạ hoa. Sẽ duy nạ hoa họ tới duy nạ sớm khỏe. Đó sẽ sản xí duy nạ. Tiếng duy nạ nàng kể sổ hoa mọi người thích nạ đồng. Bởi anh ý thương sáng phụ tùng. Bởi tạm biệt sớm sẵn mẹ. Đà. Chị cho dùng ra cho sửa file đi à. Đánh đi xa. Cơ đi bà. Chắc là cũng khai xa. Ê, bà hãy dùng cái cơ mà. Đây. Đây, sửa file ra. Anh khỏe không? Anh khỏe không, đi hào mà. Dạ, anh khỏe không? Anh khỏe không, đi hào mà. Anh? Ờ. Chào bây giờ. Chào bây giờ. Yes. Chào bây giờ. Yes. Đây cái này là đi rồi. Ừ. Vâng anh sẽ chào bây giờ ra. Hả? Vâng chào bây giờ. Chào bây giờ. Chào bây giờ. Chào bây giờ. Chào bây giờ, sư ạ. Chào bây giờ. Hào, chơi tụ lại chứ. Nhi hào ma. Anh phạ khung. Ủa hào.
đi phà. Nhi sinh đi hảo mà, an phà không. Wo hen hao, xie xie ni. Duo rui fa, gan meng. 好，今天学到这里，你明天再学好不好？行的，早安，安北山，午安，安一九，朝北卓，朝北山，朝北卓，好，那现在啊，先祝各爷每多会会，先祝各爷高飞高射，每多会会，多飞多射。Buổi tối vui vẻ. Bố bí, tố phạ. Buổi tối. Mày đây. Vui vẻ. Phi phạ. Ờ. Mùa đi phi phạ. Ờ. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.